Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, hầu hết trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, tiêm vaccine hoặc tiêm thuốc để phòng ngừa hay điều trị là không thể thiếu. Nếu không nắm chắc kỹ thuật này thì chúng ta sẽ phải gặp một số khó khăn như không cố định được vật nuôi, tiêm thuốc không vào đúng vị trí tiêm chảy máu, áp xe hoặc thuốc tiêm không vào được cơ thể của vật nuôi. Sau đây, Dr. Vet sẽ hướng dẫn quý vị kỹ thuật tiêm thuốc hiệu quả. Phần 1, cần chuẩn bị những gì trước khi tiêm. Phần 2, tiêm như thế nào là đúng. Trong tập ngày hôm nay, tôi cùng quý vị sẽ đi tìm hiểu cần phải chuẩn bị những vật dụng gì trước khi tiêm. Trong phần này, chúng ta sẽ đi giải đáp hai câu hỏi là cần phải chuẩn bị những vật dụng gì và sát trùng dụng cụ thú y ra sao. Thưa quý vị, có thể nhiều suy nghĩ cho rằng nội dung này thì quá đơn giản, chỉ cần có xi lanh, kim tiêm và nước nóng thế là xong. Nhưng trên thực tế thì phần lớn chúng ta đang mắc phải những lỗi trong khâu tưởng chừng quá đơn giản này. Còn quý vị thì sao? Quý vị đã có một quy trình chuẩn trong việc chuẩn bị trước khi tiêm chưa? Nếu chưa thì chúng ta hãy cùng đồng hành cùng Dr. Vet nhé. Trước khi tiêm thì bà con cần chuẩn bị cho tôi những vật dụng sau. Thứ nhất gồm có bông. Bông để chúng ta sát trùng vị trí tiêm. Thứ hai, để lấy dung dịch sát trùng vị trí tiêm thì chúng ta có thể sử dụng cồn 70 hoặc sản phẩm iodine 10%, sản phẩm iodine A cộng của công ty VB Phạm Ma. Đặc biệt trong khi tiêm thì chúng ta không thể thiếu dụng cụ banh kẹp. Banh kẹp chúng ta sẽ sử dụng để gắp bông sát trùng vị trí tiêm của vật nuôi. Ngoài ra banh kẹp thì còn có tác dụng là để lấy tháo lắp kim tiêm cho dễ dàng hơn. Vật dụng tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị là xi lanh. Xi lanh hiện nay ở trên thị trường thì có rất nhiều loại xi lanh như xi lanh dùng một lần, xi lanh nhựa, xi lanh inox có vỏ bằng nhựa hoặc là vỏ bằng inox. Trước khi tiêm cần phải xác định rõ đối tượng cần tiêm, lượng thuốc cần sử dụng đưa vào là bao nhiêu để chúng ta lựa chọn loại xi lanh phù hợp. Ví dụ như tiêm sắt cho lợn con thì chúng ta không nên sử dụng xi lanh 20, như vậy thì sẽ có độ sai số rất chi là lớn. Trong thực tế thì chúng ta có thể áp dụng ngay như khi chúng ta mua thịt, chúng ta mua 1-2 lạng thịt thì chúng ta không nên sử dụng cân 20 hoặc cân 100, như vậy thì số lượng thịt chúng ta mua sẽ không đủ hoặc là thừa. Tiếp theo, vật dụng thứ ba tôi cần hướng dẫn quý vị bà con cần chuẩn bị đó là kim tiêm. Kim tiêm là vật dụng giúp đưa thuốc vào cơ thể vật nuôi. Đối với kim tiêm thì khi lựa chọn kim tiêm chúng ta cần phải lựa chọn phù hợp theo các yếu tố sau. Thứ nhất là đường đưa thuốc. Đường đưa thuốc chúng ta gồm có tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da hoặc tiêm phúc mạc. Vì vậy khi mà đối với đường đưa thuốc này chúng ta phải lựa chọn loại kim phù hợp. Tiếp theo là phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể vật nuôi. Tôi lấy ví dụ trên lợn. Đối với lợn con thì chúng ta sử dụng kim số 7. Đối với lợn cai sữa thì chúng ta sử dụng kim số 9. Đối với lợn choay chúng ta sẽ sử dụng kim số 12. Đối với lợn thịt chúng ta sẽ sử dụng kim số 16. Đối với lợn đực hoặc lợn nọng chúng ta sẽ sử dụng kim số 18G. Đối với sử dụng kim tiêm thì chúng ta phải lựa chọn đủ số kim phù hợp. Ví dụ đối với đàn lợn này chúng ta sẽ sử dụng một kim trên một ô. Đối với đàn lợn đối với lợn nái hoặc là lợn đực, lợn nọc chúng ta sẽ sử dụng một kim trên một con. Đặc biệt vấn đề này chúng ta cần lưu ý trong vấn đề tiêm vaccine và tiêm thuốc để điều trị. Trên thực tế thì chúng ta có thể thấy là nhiều khi một đàn lợn chúng ta tiêm 5 ngày không khỏi, có thể do chúng ta sử dụng kim từ ô này sang ô khác làm lây nhiễm chéo. Trong khi trường hợp người ta tiêm một ô, một kim thì có thể đàn lợn đấy 3 ngày đã khỏi. Sau khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thú y thì chúng ta sẽ sát trùng dụng cụ thú y. Để sát trùng dụng cụ thú y thì chúng ta có thể sử dụng một trong 3 phương pháp sau. Thứ nhất là sử dụng phương pháp thủy phân. Thủy phân là cho các dụng cụ thú y vào trong nồi hấp hoặc luộc dưới nhiệt độ trên 100 độ C và chúng ta sẽ đun sôi từ 3 đến 5 phút. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì trong các gia trại thì chúng ta thường hay sử dụng nước phích. Nước phích ở đây thì thường trong cái nước phích này chúng ta sẽ không đảm bảo đủ 100 độ. Và nước nhiều gia trại thì hay sử dụng là nước phích đã đun dậu rất lâu và chúng ta vẫn bỏ ra để sát trùng dụng cụ thú y. Như vậy sẽ không đảm bảo được tính sát trùng các vật dụng thú y mà chúng ta cần. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng các hóa chất. Hóa chất ở đây chúng ta có thể sử dụng cồn 70 hoặc là iodine 10% như sản phẩm iodine A cộng của VB Phạm Ma, hoặc sản phẩm có chứa thành phần glutadehyde như sản phẩm Belucid của VB Phạm Ma. Đặc biệt thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái dạng sản phẩm bột hòa da để chúng ta sát trùng dụng cụ thú y như sản phẩm Desol Super ở đây.
Phương pháp thứ ba chúng ta có thể sử dụng, đây là phương pháp nhiệt. Mà đây là cái phương pháp mà các trang trại lớn rất hay thường sử dụng. Đó là sau khi vệ sinh sạch các dụng cụ thú y thì sẽ cho vào các tủ hấp hoặc sấy. Trên đây thì tôi vừa đưa ra ba phương pháp vệ sinh dụng cụ thú y. Đặc biệt lưu ý thì về chất liệu của các dụng cụ thú y mà chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp sát trùng riêng. Đối với cái xi lanh tiêm thì chúng ta nên tháo xi lanh ra để vệ sinh cho sạch sẽ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị về tháo xi lanh. Đây là xi lanh nhựa hiện đang sử dụng rất nhiều và phổ biến. Để vệ sinh xi lanh sạch sẽ thì chúng ta nên tháo xi lanh ra để chúng ta vệ sinh sát trùng. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn về quá trình tháo xi lanh như sau. Chúng ta sẽ ở đây sẽ có đầu như thế này, chúng ta sẽ tháo ra. Đổ cồn vào trong bát, sau đó chúng ta đổ cồn 70 hoặc các sản hoặc là các hóa chất vào và pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất sử dụng. Sử dụng bông sạch. Chúng ta sát trùng. Sau khi đã vệ sinh xong, chúng ta sẽ lắp xi lanh. Chúng ta sẽ đẩy toàn bộ nước ở trong này ra. Như vậy, chúng ta đã vệ sinh xong xi lanh. Trên đây thì Dr. Vet đã hướng dẫn quý vị chuẩn bị dụng cụ thú y. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.